Kính chào các bạn, hôm nay ngày thứ bảy thì tôi đã hẹn với các bạn để lên đây cùng giao lưu trực tuyến và sẵn sàng trả lời tất cả những cái câu hỏi mà các bạn có đưa ra. Và sau đây trong quá trình phát trực tiếp này thì các bạn hỏi cái gì thì các bạn cứ nhắn ngay trực tiếp vào trong cái live này thì tôi đọc thấy và tôi sẽ trả lời các bạn được nhiều nhất như có thể, bởi vì trong cái thời gian mà khoảng 30 phút tôi trả lời các bạn và cùng giao lưu với các bạn thì cũng không thể trả lời hết được tất cả các câu hỏi, nhưng mà sẽ cố gắng nhiều nhất như có thể. Và trước đây thì tôi cũng lúc cách đây khoảng ít tiếng thì tôi đã có thông báo trước về cái việc trả lời ngày hôm nay cũng như là giao lưu cùng các bạn, và có một số bạn cũng đã bắt đầu đặt những cái câu hỏi mà để cho tôi trước đó. Và thì có bạn Hoài Nam Nguyễn có hỏi tôi về cái việc là vụ quân đội Mỹ khám xét tịch thu máy tính tại Đức vì có liên quan đến gian lận bầu cử ở Mỹ có đúng hay không? Vâng, thưa bạn Hoài Nam Nguyễn và các bạn, thì cái thông tin này, bởi vì nó xảy ra ở Đức, theo như là các bạn đã nói, thì tôi đã kiểm tra và cho đến giờ phút này thì không có bất kỳ một báo chí, đài truyền hình nào đưa những thông tin như vậy cả. Và tôi thấy rằng là nếu mà chưa đưa thì có rất có khả năng, tôi nói là rất có khả năng thôi, thì đây có thể là những cái tin giả được đưa ra để nhằm tức là giống như cái thuyết âm mưu mà ông Donald Trump vẫn hay tweet lên trên mạng và cũng đã bị tweet người ta cảnh báo rồi, là tin này có thể thật có thể giả và các bạn cần phải kiểm chứng. Thì những cái tin tương tự như vậy thì hiện nay diễn ra rất nhiều ở khắp nơi, và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử này của Mỹ thì đã bị tung ra rất nhiều. Và tất nhiên họ tung ra có nhiều cái mục đích khác nhau. Cái mục đích thứ nhất và những người tung clip này ra ấy, thì là thường là có những người làm YouTube, người ta muốn có thu nhập cao, thu nhập tốt bằng những tin, bất kể tin nào, và có thể là những tin giả, để cho càng nhiều người xem, hàng triệu người xem thì họ sẽ có tiền. Và những cộng đồng Việt Nam của ta thì khi không có cái kiểm chứng cẩn thận và cứ tiếp tục chia sẻ như vậy thì đấy là cái thắng lợi của họ. Và tin rẻ, tin giả cứ thế tràn lan ra mãi, và cuối cùng là mọi người sống trong cái tin giả, bởi vì tin giả thường là rất hay, rất thú vị, rất hồi hộp và khó kiểm chứng, thì cái điều đó làm cho người Việt Nam ta hứng thú thôi. Cho nên tôi trả lời bạn Hoài Nam Nguyễn là cái việc mà tin mà quân đội Mỹ khám xét này kia thì rất nhiều người Việt Nam cũng gọi điện sang, nhắn tin sang hỏi tôi. Thì tôi thường xuyên theo dõi báo chí Đức, hàng đầu của Đức, và có những hãng thông tấn DPA hoặc là NT2, NTV hoặc là N24, tất cả những cái đó không hề có những thông tin như vậy. Vậy đề nghị các bạn mà khi xem và chia sẻ những thông tin như thế thì nên có cái sự kiểm chứng và cẩn trọng để tránh gặp trường hợp là chia sẻ. Cái điều thứ hai mà những thông tin mà dạng thông tin giả như vậy diễn ra là do có những cái thế lực họ can thiệp, họ muốn can thiệp vào cái việc bầu cử tại nước Mỹ. Đó, tức là họ đưa tin lợi cho người nọ hoặc bất lợi cho người kia. Thế thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái phiếu của cử tri, bởi cử tri người Việt chúng ta, nhất là người Việt chúng ta, thì nhiều người không hiểu được hết và cũng sẽ không kiểm chứng được, và cứ thế theo cái cảm tính mà bỏ phiếu, hoặc là theo những cái mà ông Trump, Donald Trump hoặc là ông Biden, ông ấy đưa ra và bỏ phiếu, thì những cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái bầu cử. Mà cái việc ảnh hưởng đến bầu cử khi mà trong những cái cuộc tin giả này á, thì chắc chắn là sẽ diễn ra. Và qua cái việc này á, thì tôi cũng đã có góp ý với cả bên phía thông báo với cả bên Bộ Ngoại giao Đức thôi, họ cũng đã xem. Thì tất cả những cái bình luận mà các bạn gửi đến trang của tôi thì đều được phía Đức họ xem kỹ, bởi vì là đến năm 2021 thì phía Đức họ sẽ bầu cử thủ tướng mới và bà Angela Merkel sẽ nghỉ và người khác sẽ làm. Và đương nhiên với cái việc đó thì là sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định, bởi vì có một cộng đồng người Việt Nam nhất định sống ở Đức thì họ cũng rất muốn biết là những cái gì đã diễn ra khi bầu cử Mỹ và những cái gì có thể can thiệp vào cái việc bầu cử của họ ở Đức. Đấy, thì đây là câu hỏi thứ nhất tôi xin trả lời. Và cái việc thứ hai mà bạn Minh Tâm trong cái này cũng có gửi cho cái câu hỏi là hôm nay ở Mỹ có là một ngày rally với lượng xe khủng chưa từng có để ủng hộ Tổng thống Donald Trump, mời quý vị đón xem và như thế nào. Thì tôi xin trả lời rằng ở Đức cũng như trên khắp nơi trên thế giới, sau cái đại dịch cúm Corona bắt đầu nó bung ra, và tất nhiên là có nhiều cái thuyết âm mưu khác nhau, người thì bảo phía Mỹ, tức là ông Donald Trump thì nói là tại từ Trung Quốc, người khác thì nói là từ chỗ khác, và Trung Quốc thì nói là từ đâu đó, thì cái việc đó thì phải cần sự điều tra rất cụ thể. Nhưng mà hiện nay đại dịch đang diễn ra và đại dịch này càng ngày càng nhiều, và đặc biệt ở Mỹ thì cái việc mà lây nhiễm và số lượng người lây nhiễm hàng ngày rất lớn, khủng khiếp luôn, và số lượng người chết cũng rất lớn. Nếu các bạn trực tiếp xem những cái video của những cái phóng viên người ta làm việc, người ta làm những bản tin ở trong các bệnh viện thì các thấy thương tâm như thế nào, những người chết mà không được gặp gỡ, đa số là người già, gặp gỡ gia đình thì nọ kia đấy. Thì khi mà
mà ông Donald Trump ấy thì ông lại dường như là ông ấy khuyến khích cho cái việc này, là ông ấy không có cái sự là cẩn trọng với tính mạng của người dân. Và khi xảy ra những chuyện này, đặc biệt là biểu tình ấy, trong cái lúc này thì tất nhiên không ai cấm cái việc là tự do biểu đạt cả, cái đấy đương nhiên, nhưng mà cái việc mà giãn cách xã hội trong cái cuộc biểu tình đó là khá là khó khăn và sẽ gây ra những cái chuyện mà lây nhiễm, rồi là những cái thứ mà sẽ từ đó sẽ dẫn đến rất nhiều cái chết, mà những cái người biểu tình đó chưa chắc họ đã chết bởi vì họ trẻ khỏe, nhưng mà những người chết là những người già, những bố mẹ của họ, anh em người nhà của họ đó. Đấy là, và tôi xin nói tiếp về vấn đề là cái vấn đề mà biểu tình, vấn đề biểu tình thì là như thế nào. Đấy thì là cái điều đấy là rất là nguy hại, mà ngay cả ở Đức ấy, thì hiện nay họ rất hạn chế cái việc mà chúng ta gặp gỡ hoặc là trực tiếp gặp những người nọ người kia với nhau trong cái số lượng người nhất định thôi, và hạn chế như có thể, bởi vì như những cái nói cái biểu tình ấy thì là cái thể hiện tự do thôi, đương nhiên cái ở đâu cũng khuyến khích bình thường những nước dân chủ, nhưng mà trong cái lúc đại dịch này ấy, thì những cái người biểu tình đó không chết, chưa chắc đã chết, mà chết là chết những người ông cụ bà già, người lây nhiễm sau này, những người bố mẹ họ, anh em thân thuộc họ hàng của họ, hoặc là những người sau đấy họ sẽ gặp là họ sẽ chết hoặc là sẽ có những cái di chứng vì bị viêm nhiễm trong cái lúc này là chưa có vaccine phòng chữa chống bệnh corona một cách hiệu quả và được công bố hoặc là sử dụng rộng rãi. Đấy thì cái đấy là cái điều mà khi dùng cái biểu tình mà trong cái lúc này và tham gia vào những biểu tình trong lúc này để ủng hộ ai đó, ông Biden hoặc ông Donald Trump là cái điều mà rất rất là nên tránh. Đấy. Và có một bạn nữa hỏi là lão bạn tên là Lão Nông, Nông Lão hỏi là anh đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản ở Đức, có ai từng là đảng viên Đảng Cộng sản ở Đức có quyền và lợi ích gì hay không? Thì đương nhiên là theo tôi biết thì ở Đức hiện nay vẫn có những cái anh chị mà họ đi từ nước từ trước đây, từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức, và họ vẫn có thể có sinh hoạt, đa số là không sinh hoạt đảng nữa nhưng mà họ vẫn sinh hoạt, thế đấy là quyền của họ thôi. Ở đây ở Đức họ không cấm cái đó, tất nhiên họ không được phép lập đảng ở đây, nhưng mà họ có thể gặp nhau hoặc là họ có thể vẫn sinh hoạt đảng ở trong sứ quán Việt Nam. Thì cái việc đấy việc của họ và pháp luật ở đây cho phép, mà khi pháp luật cho phép thì nhà nước pháp quyền thì ai cũng có quyền sinh hoạt cả. Và cái điều đấy là như vậy. Các bạn tiếp theo ghi là Thuận Đinh ghi là hỏi anh Khoa cho biết ở Đức có bao nhiêu nhóm cuồng cộng sản, những nhóm ấy là nhóm nào và kể tên. Cái này thì phải nói là thời báo liên tục đưa tất cả những rất nhiều bản tin chúng tôi đưa về cái việc mà sinh hoạt của bà con cộng đồng chỗ nọ chỗ kia. Thế thì trong những cái sinh hoạt cộng đồng đó thì có những hội đoàn dân sự là hội đồng hương hoặc là hội về một vấn đề gì đó, hội điện ảnh, câu lạc bộ nhiếp ảnh, nó kia có hết. Thế nhưng mà cũng có những cái hội họ là hội cựu chiến binh, quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy. Thì cái này tôi cũng đưa và chụp ảnh đưa lên hết. Là họ mặc quân phục, họ đến họ hát, họ kỷ niệm một cái ngày gì đấy, thương binh liệt sĩ cái gì đó. Thì đấy là cái quyền của họ, ở đây nước Đức cũng không cấm. Đấy, thì đấy là có, cái đấy rất có. Nhưng mà nói bằng cuồng ấy thì là cái đấy có lẽ là cũng không phải, bởi vì là họ là những người gần như là cũng họ cũng không còn trong quân đội quân ngũ nữa, nhưng mà họ chỉ ôn lại những kỷ niệm giống như những anh em của Việt Nam Cộng hòa, thì các bác các cô các chú ấy, cũng có tổ chức như vậy ở nước Đức, là các bác các chú cũng tổ chức nào tưởng niệm rồi là cũng làm lễ nọ lễ kia hoặc thậm chí đi biểu tình. Thì biểu tình có hai hai phe, một bên là bên cờ vàng các anh các chị các bác, còn một đi trước 75 hoặc sau 75, nhưng một một bên khác thì lại bên cờ đỏ, là những cái người mà đi sau sau nước khi mà Việt Nam, tức là miền Bắc với Việt Nam là sau năm 75 họ vẫn đi lao động xuất khẩu nó kia và học đi học tập, họ làm lại, họ đến đây họ lại thì họ vẫn đi, họ vẫn làm, tức là đều có hết cả hai nhóm, cả nhóm bên nọ nhóm kia đều có hết. Và bao nhiêu nhóm thì tôi nghĩ là chắc là nhiều thôi, nhóm to nhóm nhỏ nhiều nhóm ít, nhưng mà họ cũng không thành lập không 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 hẳn là một cái tổ chức chính trị, mà họ chỉ là những câu lạc bộ hoặc là những cái hội mà tham gia. Còn cái việc họ, ở đây nhà nước pháp quyền thì họ có quyền làm điều đó khi pháp luật không cấm, và thì cái điều đó là hoàn toàn bình thường giống như ở khắp nơi trên thế giới. Có một bạn tên là William Tống hỏi rằng đề nghị là mở hai cái nick bị block và có nào đó tên tên là Jonah Lloyd cái gì đó và Thanh Nguyễn, thì những cái những cái bạn mà có cái có Facebook mà có nhiều nick ấy, thế sau đó là bị block ấy, thì có nghĩa là thế này, tức là các bạn cũng đã biết rồi, giống như chúng ta gặp nhau ở ngoài đường và chúng ta vui vẻ, chúng ta chào hỏi và chúng ta thảo luận với nhau một cách hết sức là minh bạch và hết sức là thoải mái và lịch sự và tôn trọng cả hai bên đấy, thế thì tất nhiên là hết sức bình thường. Nhưng nếu đã gặp nhau khi vừa gặp các bạn cái hoặc các bạn gặp tôi đấy, thì các bạn lại lập tức là có những cái câu lời lẽ rất là khiếm nhã, hoặc là nó ở bên này nó gọi là belästigung, tức là nước Đức tức gọi là tức là xâm phạm vào
cái khiếm nhã của người, tức là chửi người khác một cách vô cớ, thì ở đây này có thể đưa ra tòa để kiện ngay lập tức đấy. Thì với những người đó thì tôi cũng không nói gì, tất nhiên tôi không nói gì, bởi vì tôi không, rất nhiều các bạn bình luận, nhất là trong cái vụ mà chúng tôi đưa tin về cái chuyện mà bầu cử ở nước Mỹ này, thì rất nhiều người đã vào và có những cái bình luận mà rất là khiếm nhã như vậy, thì tôi thì buộc phải là phải block như đi, bởi vì tôi không muốn rằng những người bạn, những người khác người ta cũng bình luận một cách lịch sự, họ lại đọc những cái đó thì họ cũng sẽ không tôn trọng, không những tôi mà không tôn trọng những cái người cùng bình luận trong cái diễn đàn này, là cái nơi một cái trang cá nhân của tôi. Thế còn những diễn đàn khác, các bạn vào cái nhóm hội nào đó các bạn bình luận theo kiểu như thế thì đấy là tùy các bạn, và tôi không nói. Nhưng mà riêng khi mà vào cái trang này thì các bạn có thể bình luận thoải mái, có thể có đưa bằng chứng nhưng mà trung thực và bằng chứng đúng, và nhưng mà các bạn không nên tức là có thể có những cái cãi vã một cách thô tục với nhau, thì tất nhiên những cái người nào mà gây ra những chuyện đó thì tôi đều phải block hết, và đấy là điều đương nhiên, và để cho các bạn cũng biết rằng là ở đâu nó cũng có cái quy định của nó ở đó. Còn bạn Thuận Định thì hỏi tiếp cái câu hỏi tiếp theo là liệu chính phủ Đức có cho chìm xuồng vụ Trịnh Xuân Thanh hay không? Đấy. Thì cái vụ Trịnh Xuân Thanh này ấy, thì tôi là cái người gần như là đầu tiên ở nước Đức là theo dõi và phát hiện ra nó và sau đó theo dõi và đăng liên tục những thông tin về nó từ lúc ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam đột nhập vào nước Đức bắt cóc, thậm chí từ trước đó, tức là khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc từ hồi đầu tháng 7, tức là tháng 7, đầu tháng 7 ông đã sang Đức rồi, chưa sang Đức thì tôi đã bắt đầu đăng rồi, là bảo vì sao Thủ tướng Đức Angela Merkel không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là không tiếp chính thức ở ở Berlin, bởi vì sao, cái lịch của bà ở trong phủ thủ tướng mà tôi có hết, tôi là phóng viên báo chí mà tôi có hết, thì khi mà có thì tôi thấy là không có, không tiếp thì tôi đăng là nó không tiếp, bởi vì nó không có lịch, tôi đưa cả cái lịch cho đó trên bài báo. Thế nhưng mà sau khi đăng như thế thì tôi cũng đã bị sứ quán Việt Nam gọi điện hoặc gửi thư, họ yêu cầu là xóa đi hoặc thay đổi đi, bởi vì vẫn tiếp đấy thế nọ thế kia. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc đấy không bao giờ, bởi vì là tôi là báo chí tự do, báo chí Đức, cho nên là khi đăng phải có bằng chứng, mà đã có bằng chứng thì cứ thế mà làm. À, không có bất kỳ cái gì cả. Thì tất nhiên là sau này cũng gặp một số khó khăn đối với sứ quán Việt Nam. Ví dụ như họ không gia hạn hộ chiếu tiếp nữa Việt Nam, bởi vì tôi vẫn là quốc tịch Việt Nam chứ không phải quốc tịch Đức. Đấy, thì đấy là cái điều mà xin chia sẻ với các bạn như vậy. Và cái vụ Trịnh Xuân Thanh ấy thì là nước Đức thì sau đó đã có cái trục xuất hai cái cán bộ ngoại giao của Việt Nam ở trong đại sứ quán, rồi là đóng 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 băng cái quan hệ đối tác chiến lược và rất nhiều những cái quan hệ khác, những cái thứ khác cũng đã bị ảnh hưởng. Thì cái điều đó là đã gây thiệt hại phải nói là hàng tỷ đô la cho phía Việt Nam và ngay cả cho phía Đức nữa, bởi vì khi mà không có quan hệ hai bên một cách chính thức nữa thì mọi cái nó sẽ dừng lại, và cái thiệt hại đó là cuối cùng là ai chịu, đó là nhân dân Đức và nhân dân Việt Nam phải chịu. Đấy, là không có sự giao lưu, không đi học hành, không đi xuất xuất hàng sang nhập hàng về được nữa, và rất nhiều những cái khác, rồi tài chính không được bảo lãnh nữa, không được phía Đức bảo lãnh, ngân hàng không làm việc nữa, đấy tất cả mọi cái rất nhiều thứ, và cả cái thiệt hại về ngoại giao với Việt Nam rất lớn, bởi vì là sau lúc đó lập tức là bên phía Đức họ đã đình chỉ cái hiệp định tức là miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của các cán bộ sứ quán Việt Nam, và ngay cả tất cả các visa tức là cái hộ chiếu ngoại giao thì không được vào Đức một cách tự động như trước nữa, bởi vì trước đó thì theo như tòa án 17 cuộc xử buổi xử trong cái tòa án tôi đều dự thì nói rằng là tức là các số mật vụ này của Việt Nam sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao, tức là không cần visa, anh có thể vào Đức thoải mái trong một số ngày nhất định và anh ra mà không ai bắt anh phải xin visa vào Đức cả. Thì họ rất đình chỉ cái đấy, thiệt hại rất lớn. Thiệt hại thứ ba nữa, thiệt hại về bộ mặt nhà nước, tức là cả thế giới họ đăng cái này. Sau đó là hàng nghìn bài báo, hàng nghìn trăm phóng sự họ đăng, họ phát khắp nơi trên thế giới. Thì đây là cái sự mà cái bộ mặt của Việt Nam bị mất đi, mà ai là cái người chịu trách nhiệm này? Đấy là cái người đầu tiên chịu trách nhiệm, đấy là ông Tô Lâm, là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Bởi vì cái người chịu trách nhiệm đầu tiên đấy là bởi vì theo như những cái thông tin mà đưa ra trước tòa và những cái bằng chứng rồi những cái dẫn chứng của cảnh sát Đức đưa ra thì ông Tô Lâm là cái người phải chịu trách nhiệm với trực tiếp ông Đường Minh Hưng, là Trung tướng Đường Minh Hưng sang để làm, và ông Tô Lâm là cái người thuê mượn máy bay của Slovakia để đưa ông Trịnh Thành về từ Slovakia về. Thì đấy là một cái quan chức hàng đầu của cơ quan bảo vệ pháp luật như ông Tô Lâm, đại tướng Tô Lâm mà lại vi phạm vào cái việc là sử dụng cái công vụ của mình cho việc bắt cóc là phạm pháp. Mà cái đau đớn thứ hai nữa mà nước Đức cũng rất bất ngờ, mà tôi đã trao đổi với một số cái cán bộ sĩ quan an ninh của Đức, họ nói rằng họ cũng rất ngờ ngay cả những cái cán bộ vừa bị trục xuất, bị Đức trục xuất, họ làm việc cho sứ quán Việt Nam, đấy là những người mà được phía Đức đào tạo về mặt hình sự, đang trường đại học đàng hoàng ở Berlin, thế nhưng cuối cùng thì họ lại dùng những kiến thức mà Đức đào tạo nó ra để họ tấn công vào nước Đức, để họ bắt cóc một cái công dân Việt Nam đang xin tị nạn ở nước Đức. Đấy thì đấy là cái điều mà rất đau 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 khổ cho rất những người bạn Đức hoặc là những người giáo viên, giáo sư ở những trường đó, và với chính quyền Đức thì đương nhiên là đấy là cái sự rất bất ngờ. Đấy. Thì cái việc này đương nhiên là không có chìm xuồng, nhưng mà cái gì cái nó khi mà tòa xử xong rồi thì nó thành án rồi.
Thì bây giờ ông Trịnh Xuân Thanh thì vẫn bị nhốt ở, B14 Hỏa Lò thôi, tức là B14 ở, Hà Nội. Và cái B14 đó thì bây giờ thì hai án chung thân thì cũng không đi đâu được, và Việt Nam thì cũng không trả. Và có ba vấn đề mà phía Việt Nam cần phải làm, phía Đức, mà phía Đức đã yêu cầu, mà ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức trước đó tôi cũng đã đăng, là yêu cầu thứ nhất là phải đem trở lại nguyên hiện trạng, có nghĩa là phải trả lại ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Đấy. Thế nhưng mà cái điều đó chưa xảy ra, không trả lại. Cái thứ hai là xin lỗi nước Đức. Xin lỗi nước Đức tức là bởi vì anh vào nhà tôi cho anh vào thoải mái, anh ra vào lúc nào cũng được. Tôi tin tưởng tôi giao cái chìa khóa cho anh. Thế nhưng mà anh lại vào, sau đó anh lại bắt cóc một cái công dân mà đang xin tị nạn ở nước Đức. Tức là anh vi phạm, tức là đất nước Đức là nó có chủ quyền quốc gia. Nói dài chứ hôm mà bắt cóc đấy mà gặp đúng công an Đức nó đuổi theo thì chắc là hai bên bắn nhau ngoài đường cao tốc là nguy hiểm, là rất nguy hiểm cho những người khác và rất là không hay. Bởi vì anh giống như biệt kích đột nhập vào đất nước, giống như Trung Quốc ấy. Trung Quốc nó biệt kích hồi năm 79, nó đột nhập vào Việt Nam để nó thăm dò, để nó bắt cóc cái làm gì đó, thì Việt Nam có chịu được không? Tất nhiên là không, bởi đất nước nào cũng có chủ quyền của họ và họ phải bảo vệ cái chủ quyền đó. Và luật pháp của Việt Nam chỉ có giá trị ở Việt Nam thôi, không thể có giá trị ở nước Đức. Thì cái điều đó là điều rất là sai trái. Và cái việc này tất nhiên là không chìm xuồng. Khi thành án rồi thì những cái án đó nó sẽ thành một cái thứ tài liệu hồ sơ, nó nằm ở tòa án, làm ở những cơ quan ngoại giao, cơ quan kinh tế, tất cả những cái loại bộ ngoại ngành khác nhau. Và Đức từ đấy trở đi là rất cẩn thận và rất cẩn trọng với cả phía Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì cái tức phải nói là hơn 2 năm rồi, cái hiệp định miễn miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam vẫn chưa được khôi phục, có nghĩa là không có chuyện là anh tự vào nước Đức như trước được nữa. Đây là cái thiệt thòi. Và như vậy thì như vậy là cái vụ việc nó chưa kết thúc, bởi vì nó giữ giữ cái khoảng cách với cái sự cẩn trọng đối với tiếp xúc với cả các quan chức của Việt Nam, đặc biệt là quan chức ngành công an Việt Nam mà đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm. Đấy. Thế còn một số cái thông tin khác mà tôi không được phép tiết lộ, họ đang truy nã ai và ai đặt chân ra nước ngoài là bị bắt ngay, thì đương nhiên tôi không được phép nói. Đấy. Bởi vì cái đó là nó liên quan đến cái lĩnh vực về an ninh của Đức Đức đấy. Nhưng mà cụ thể nó là như thế, và cái việc này vẫn tiếp tục. Và bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh là bà Schlaghauer, bà ấy vẫn tiếp tục là theo dõi và tiếp tục đòi hỏi và tiếp tục yêu cầu cho thân chủ của bà ấy, là cái ông Trịnh Xuân Thanh đang bị nhốt ở ở B14 ở Hà Nội. Và cũng có nhiều người hỏi là tại sao Trịnh Xuân Thanh bị phạm tội như vậy mà lại Việt Nam phải sang bắt, đúng rồi. Thế nhưng các bạn như vừa nãy đã nói, tức là nước Đức cũng như Việt Nam là hai cái nước khác nhau và hai bên đều có chủ quyền quốc gia khác nhau và họ phải bảo vệ cái chủ quyền quốc gia đó. Mà khi bảo vệ đó thì đương nhiên là họ phải có bộ phận an ninh, bộ phận nọ, bộ phận kia. Không thể anh mật vụ của anh Việt Nam sang cầm súng sang Đức xong anh bắt cóc người ta mang về được, khênh về được. Cũng như Đức cũng không thể về sang Việt Nam mà làm cái chuyện đấy được. Thế đương nhiên là không. Đấy, thì anh vi phạm rất nhiều những công ước quốc tế về an ninh, về ngoại giao, về tất tần tật các thứ khác. Thì cái này Việt Nam phải sửa, sửa sớm, sửa nhanh. Nhưng mà tình hình là khó sửa. Bởi vì sao? Chừng nào ông Tô Lâm của ông Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng đang còn ngồi đấy thì thấy rằng là khó có thể sửa. Bởi vì chính những người này là ông Tô Lâm ông làm như vậy để ông làm vừa lòng Nguyễn Phú Trọng bắt cóc về. Đấy. Để đại hội 13 này ông có cái chỗ ghế nào đó ông có thể giữ lại tứ trụ, thậm chí lên chủ tịch nước. Có những thông tin nói rằng lên chủ tịch nước Tô Lâm cơ. Nhưng mà chủ tịch nước mà đi bắt cóc ấy, thì có nghĩa là chắc là không ai tiếp. Mà càng dễ tệ hơn đối với cả bộ mặt của Việt Nam, tôn thờ một cái người tổ chức bắt cóc ở nước ngoài thành chủ tịch nước thì có phải là tội phạm không? Mà cái điều này rất rõ, bởi tôi cũng có quen với một cái vị thẩm phán, họ làm ở tòa án Den Haag ở Hà Lan về chuyên về xử án xét xử tội phạm hình sự quốc tế, tội phạm hình sự tức là tội diệt chủng nhân loại, tức là tội ác diệt chủng đấy. Ngày xưa là họ xử những cái vụ ví dụ Hitler nào kia chẳng hạn đấy, hoặc là những cái nơi những cái lãnh đạo của những cái nước độc tài nó giết người dân một cách giống như diệt chủng ấy. Thì họ nói rằng là như vậy là tội phạm đã lọt vào những hàng cách mạng hàng ngũ là hàng ngũ cán bộ cấp cao nhất của các vị rồi, với cụ thể nhất là ông Tô Lâm, cụ thể nhất là ông Đồng Minh Hưng và một số hai, tức là tôi có danh sách 12 sĩ quan công an Việt Nam sang đây đi cùng chuyến máy bay đó, sau đó về dùng mượn của máy bay của Sloika về để thì đều có danh sách hết, thì tất cả đã đều làm danh sách hết rồi. Thì là như vậy là tội phạm đã đột nhập, đã thâm nhập vào cái nền tư pháp, vào cái nền hành pháp cao nhất của Việt Nam, hành pháp phải nói là hành pháp. Và ông Nguyễn Phú Trọng thì ông cứ nói là bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh bằng mọi cách, bằng mọi chuyện. Thế thì cái điều đó là vô lý và không được phép làm như thế nữa, bởi vì Việt Nam như vậy là sẽ rất bị quốc tế người ta coi thường và người ta rõ ràng là phạm tội, phạm tội quốc tế. Và việc này chưa xong và chưa kết thúc xong. Và một bạn khác hỏi là Nguyễn Hùng Cường thì có hỏi là anh đã nhận được bao nhiêu tiền của Cộng sản, CS có lẽ là Cộng sản. Cái việc thế này. Thực ra thì tôi là một cái người mà doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, tức là chủ cái tờ Thời báo như các bạn đã thấy rồi. Thời báo này thì cái tờ Thời báo này là một cái cơ quan, tức là một cái công ty truyền thông độc lập và được đăng ký theo tư cách pháp nhân có mã số thuế và hoạt động ở Đức theo đúng cái luật phép của Đức đối với các doanh nghiệp
doanh nghiệp thôi. Còn doanh nghiệp truyền thông hoặc doanh nghiệp máy tính hay doanh nghiệp gì thì tùy các anh. Đấy, nhưng mà có doanh nghiệp và có đã là doanh nghiệp thì anh phải có thu chi và anh phải có cái vấn đề là anh thu vào và anh chi ra để anh trả cho đội ngũ cộng tác viên, phóng viên của anh rồi là các trang thiết bị nọ kia và có văn phòng đầy đủ, có mã số thuế và đóng thuế đàng hoàng cho nước Đức. Thì cái tờ báo này chúng tôi đã thành lập được cũng phải gần chục năm nay, hàng chục năm nay rồi và nó hoạt động rất tốt và ngày càng tốt và càng ngày nhiều bạn đọc cái điều này. Qua đây cũng rất là cảm ơn bạn đọc và những người đã chia sẻ những cái thông tin sự thật của chúng tôi để cho nhiều người biết. Rất cảm ơn các bạn là các bạn đã chia sẻ sự thật đấy để cho nhiều người, để cho họ đỡ gặp phải những cái thông tin fake news, tức là thông tin giả ở những trên mạng xã hội, trên YouTube, ở những cái chỗ khác là nó lấn át đi đấy. Thì như vậy cái thông tin thật nó phải vào, nó giống như đèn soi vào những cái chỗ mà ma quỷ để nó, để những bọn, để những cái thứ đó nó phải mất đi để cho người Việt Nam mình thực sự hưởng cái thông tin sự thật. Và tờ Thời Báo là cái tờ báo mà là cái công ty mà khi tất cả cái nguồn thu của chúng tôi đều có khai thuế đầy đủ, hàng tháng tôi đều khai thuế và tôi đều đóng thuế hết đầy đủ, và để, tất nhiên là trong đó không có một xu nào mà chúng tôi nhận của bất cứ tổ chức hoặc là cái hội đoàn hay cái gì của bất cứ ai, không phải chỉ bên Việt Nam Cộng Hòa cũng không, bên cờ bên gọi là Việt Nam Cộng Sản cũng không, nhà nước Đức cũng không, tổ chức nọ tổ chức kia không, không có đấy. Và chúng tôi tự hoạch toán độc lập đấy, thì khẳng định sẵn trả lời cho các bạn như vậy. Thì hồ sơ thuế của chúng tôi hết sức đàng hoàng và không những thế mà chúng tôi còn có đóng thuế thu nhập cho nước Đức để có cái điều kiện phát triển hơn. Thì khi đóng thuế thu nhập thì có nghĩa là chúng tôi có đội ngũ hàng chục phóng viên cộng tác viên khắp nơi trên thế giới và chúng tôi hàng tháng đều trả lương cái đầu đó cho các anh chị em để người ta hỗ trợ chúng tôi có những bản tin tốt nhất để phục vụ các bạn. Đấy, thì như vậy tôi xin trả lời như vậy là không có một xu nào nhận của ai hết và tôi cũng không mong muốn nhận điều đó. Đấy, và chúng tôi tự lập, chúng tôi kinh doanh và chúng tôi tự làm và chúng tôi tự cung cấp thông tin. Có một bạn nữa tên là cũng Hoa Lê thì nói là Thời Báo DE đuổi việc rồi anh Khoa, sao không đăng Thời Báo như lúc trước mà chỉ đăng bầu cử Mỹ nọ kia trên trang cá nhân. Cái này thì xin trả lời bạn là tôi thì thực ra thì tôi cũng không phải là tôi là người chủ một cái doanh nghiệp Thời Báo DE, là người chủ thì khi mà tôi có thể làm việc một ngày đến 16 tiếng, 14 tiếng, 10 tiếng tùy thôi. Có những ngày tôi làm rất muộn, thí dụ như những cái kỳ bầu cử này thì nó rất là bận bởi vì tôi phải làm việc rất là nhiều, phải lượng nguồn tin rất lớn, rất nhiều. Thế cho nên là tôi phải làm. Và tất nhiên tôi làm thì tôi làm gì có lương, bởi vì tôi là người chủ mà, chủ thì có lương. Đấy, thì chỉ có nhân viên của chúng tôi mới có lương thôi. Đấy, thì đương nhiên là không có lương. Nhưng mà hợp đồng thì tôi không có, bởi không hợp đồng thì không. Đấy, tại vì tôi có không thể tự ký cho tôi được. Đấy, thì đây là cái điều mà tôi xin trả lời bạn như vậy. Và tức là tôi là một người chủ tờ báo và tôi phải tự hạch toán độc lập và tôi phải tự làm việc và tôi phải làm việc nhiều và nhiều, thậm chí có thể là nói là nhiều hơn cả những cái cộng tác viên của chúng tôi rất nhiều trong một ngày để cung cấp thông tin sự thật đến cho các bạn. Có một bạn tên là Ngô Mai Hoàng để hỏi là ngày ở Việt Nam anh Khoa làm nghề gì, đã vào đảng hay chưa, anh có lương hưu ở Việt Nam hay không. Xin chia sẻ với các bạn là ngày ở Việt Nam thì tôi ở Hà Nội và tôi có học phổ thông ở đó và sau đó tôi cũng học ở trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ở gần đây La Thành ấy. Và sau đó là tôi cũng sang Đức năm 1993, cuối năm 92 đầu năm 93 và sau đó tôi học tiếp đại học ở bên Đức, học về ngành truyền thông. Và đến năm 2000 thì tôi có mở hãng công ty là cái Thời Báo này và một cái công ty khác nữa để tôi hoạt động kinh doanh cái việc đó. Và khi đi tất nhiên là tôi cũng đang là sinh viên và tôi thứ nhất là tôi không có vào đảng viên mà cũng không phải đảng viên, mà tôi có vào tôi cũng không vào bởi vì tôi không, và sang bên này hiện nay thì tôi cũng không phải là đảng viên của bất cứ đảng phái nào bởi vì là hiện nay tôi vẫn là quốc tịch Việt Nam đó, chứ không phải quốc tịch Đức. Mà không phải quốc tịch Đức thì anh không thể vào đảng, anh hoạt động làm gì, mà tôi cũng không có ý định vào đảng bởi vì báo chí phải trung lập, đăng tất cả các chiều, đăng ông Trump thế này, đăng ông Biden thế kia. Khi ông Biden có vấn đề gì cần đăng, tôi cũng sẽ đăng, không vấn đề gì cả. Như hiện nay đang bầu cử tại Mỹ, thì cái vấn đề nổi trội lên là vấn đề ông Donald Trump. Ông ấy rất nhiều tin, bởi vì ông đang là tổng thống, đương kim tổng thống, đương nhiên là phải đăng với ông rồi. Thế cho nên là cái việc này là, thứ nhất là làm nghề gì thì đã nói rồi, là sinh viên, và sau đấy học, bên này học truyền thông, và bây giờ thì tôi làm cái nghề truyền thông như các bạn đã thấy rồi. Tất nhiên tôi có một công ty khác làm việc khác nữa về phần mềm. Và sau đó là lương hưu Việt Nam đương nhiên là không, bởi vì có làm cái gì ở Việt Nam đâu mà có lương hưu. Ở Việt Nam vẫn là sinh viên mà. Đấy, thì đây là cái thông tin xin gửi đến các bạn như thế. Có bạn tên là Thuận Dương hỏi là anh Khoa vui lòng dẫn chứng bằng một nguồn tin đáng tin cậy xem hiện tại ai đắc cử Tổng thống Mỹ. Đó. Thì cái việc này á, thì tôi thường xuyên đăng tải những cái thông tin, mà thông tin đó hoàn toàn không phải tôi tự nghĩ ra, mà đều là những cái tiêu đề hoặc là cái nội dung trong các bài báo của Đức, của Mỹ, hoặc của Anh, hoặc của Vatican, Tòa Thánh, hoặc chẳng hạn, thì hoặc là của Đà Lạt Ma, tức là tôi đăng tin đều có nguồn, và tôi chỉ dẫn tiêu đề thôi, và sau đó tôi đưa cái đường link đấy để các bạn vào tự kiểm chứng và tự đọc. Thế thì rất tiếc là có nhiều bạn là có thể là không có thời gian, các bạn không đọc kỹ,
Thế là các bạn cứ cứ nói rằng là tin giả, các bạn nói rằng là tự mình viết, nhưng thực ra không phải, tôi không viết một cái chữ nào của tôi đấy cả. Đấy chỉ là những cái dẫn đề trong những bài báo đó như thế nào, tôi dẫn đề sang bằng tiếng Việt như vậy để các bạn đọc được. Vì có thể có bạn không đọc được tiếng Anh, không đọc được tiếng Đức, và bản thân tôi cũng vậy. Tôi phải hỏi rất nhiều người khi tôi dịch cái câu nọ câu kia để cho nó khớp, nó chính xác với cả cái nội dung trong bài báo đấy, có thế thôi. Thì đấy là cái thông tin mà tôi nói ra, và tất cả những cái gì tôi chia sẻ đều có nguồn, dẫn nguồn từ CNN, từ Fox News, từ N24 hoặc là từ NTV của Đức, và rất là nhiều những cái kênh khác, thậm chí cả những kênh của nhà nước Đức là ARD chẳng hạn. Khi mà bà Thủ tướng Đức Angela Merkel lên để chúc mừng, gửi lời chúc mừng đến ông Biden là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, thì tôi cũng đăng. Nhưng nhiều bạn không nghĩ rằng là chắc là không đọc, không biết, cứ nói là tên giả, mà tôi đăng cả video mà cũng không thèm xem đấy. Rồi là ngay cả cái bà chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng vậy, bà lên chúc mừng thì tôi cũng có đăng và đưa dẫn chứng đầy đủ, đường link, rồi là chụp toàn bộ màn hình đấy, cộng là tiếng Anh cho các bạn, các bạn sẽ tìm hiểu, nhưng cũng không đọc, cũng cứ nói là tin giả. Thì thôi, thì đấy là cái ý kiến của các bạn, thì tôi cũng tôn trọng các bạn. Đối với các bạn, thế nào là tin thật, thế nào là tin giả, thì là tùy các bạn. Nhưng mà tôi đưa là tôi cứ đưa, và tôi đưa đường link để các bạn dẫn chứng và các bạn tự kiểm chứng. Thì đấy, những thông tin tôi nói. Thế còn tờ báo này họ đăng ông Donald Trump, ông Biden bao nhiêu phiếu, thì tôi chụp hình, tôi đăng đúng như thế, là tôi nói là ngần này phiếu 290 phiếu cho ông Biden chẳng hạn, và 217 phiếu cho ông Donald Trump. Và tờ báo khác thì họ đăng lại cao hơn một chút, thì tôi cũng chụp hình tôi đưa lên cho các bạn đúng như người ta đăng, và tôi nói là theo báo này giờ này phút này luôn, và các bạn vào tự xem, có thế thôi. Thì để báo chí thì bao giờ nó minh chất là họ chỉ thống kê, tức là họ dự đoán cái kết quả tổng thống thì nó sẽ như vậy. Còn tất nhiên cuối cùng thì chúng ta phải đợi cho cái kết quả cuối cùng được công bố chính thức tại Hoa Kỳ, do cái cơ quan, cái công quyền của chính phủ Hoa Kỳ, họ tòa án Hoa Kỳ họ cung cấp, thì cái điều đó là chúng ta đợi thôi. Nhưng mà báo chí thì cứ đâu là có đâu thông tin được đăng đấy, chứ không, báo chí không thể đợi cái chuyện mà khi có kết quả cuối cùng mới đăng được. Thì đấy chỉ là cái báo chí cộng sản thì họ mới làm như vậy, tức là sau khi thỏa thuận hết xong, nội trường xong hết rồi thì người dân mới biết được là bỏ bao nhiêu phiếu và ai được bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà thường ở Việt Nam thì là 100% hoặc 99%, phải 9% gì đó đấy, thì cái điều đấy là chỉ có ở Việt Nam thôi. Chứ còn báo chí tự do, báo chí dân chủ thì họ đăng, thậm chí họ đưa những bài bình luận là ông này tốt, ông kia xấu, tại sao tốt, tại sao xấu, họ bình luận hết sức bình thường đấy. Thì cái điều đấy là cái điều mà chúng tôi vẫn thường làm và vẫn tiếp tục sẽ làm. Có một bạn tên là Cao Thế Phong có nói rằng là xin anh Khoa cho biết định nghĩa báo chí tự do của anh và tôn chỉ của tờ Thời báo.de. Vâng, báo chí tự do là như thế nào thì tôi cũng hoạt động giống như các báo chí khác của Đức, của Mỹ và của Pháp, của tất cả các nước thôi. Tức là chúng tôi đăng tất cả những cái thông tin gì mà bạn đọc quan tâm, kể cả những thông tin mà nhiều người không muốn biết, không muốn quan tâm. Ví dụ như vừa rồi những thông tin tôi đăng liên tục là tại sao đăng liên tục về ông Donald Trump, bởi vì rất nhiều bạn, rất nhiều người biết nhưng mà ngại, không dám đăng, không muốn đăng, bởi vì cái lượng mà cái người ủng hộ ông Donald Trump tại Việt Nam và ở tại Mỹ thì quá lớn, trên thế giới quá lớn đi. Đấy, cho nên là họ sợ rằng sẽ bị ném đá này, sẽ bị bình luận không hay này, rồi sẽ bị unfriend, tức là bị không follow nữa này, rồi sẽ bị bỏ bạn, kết bạn lại khái thế. Thì rất nhiều người sợ như thế. Nhưng mà tôi thì không, bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi là báo chí, có sao tôi đăng vậy, và cái gì người ta cần, người dân Việt Nam cần biết sự thật thì tôi đăng. Bất kể thế nào, có thể các bạn không, có một số người không ưng thì các bạn không theo dõi tôi nữa thì cũng chẳng sao, bởi vì đấy là quyền của các bạn. Nhưng mà cái việc của báo chí truyền thông là tôi sẽ đăng sự thật, và tôi sẽ đăng đúng sự thật, kể cả các nhiều người không thích điều đó. Có một bạn tên là Lâm Tấn Nhật thì hỏi là anh có lợi gì khi Biden làm tổng thống Mỹ? Thì cái việc này Biden hiện nay tôi thực ra với các bạn thì tôi ở Đức chứ không có liên hệ gì với cái tổng thống Mỹ cả. Tôi không phải công dân Mỹ. Cho nên là cái việc mà tổng thống Mỹ thì ảnh hưởng quyền lợi đầu tiên trực tiếp đến với người dân ở nước Mỹ. Và trong đó có những cái bạn Việt Kiều, người Việt Nam gốc người gốc Việt ở Mỹ thôi. Chứ còn đối với tôi thì tôi dù ông Biden hay ông Donald Trump, ông A, ông B, ông C làm tổng thống Mỹ thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi. Đương nhiên, tôi chỉ là báo chí truyền thông, tôi đăng tất cả những cái gì mà bạn đọc cần. Thì đấy là cái điều mà tôi làm. Chứ còn không có lợi hay có lợi gì đó thì tôi, kể cả có lợi hay không có lợi, tôi cũng không quan tâm cái chuyện đó. Tôi cứ đăng thông tin sự thật. Và có một bạn khác thì đưa những cái bản, tức là anh kiểm chứng thông tin này đi, tức là bạn Nguyễn Khánh chẳng hạn, đấy đăng những Nguyễn Khánh, những đăng những thông tin này đi, kiểm chứng đây, đây, thì đây là những cái bản tin, những cái bản đồ mà vừa rồi tôi cũng phát hiện ra rất nhiều bạn chia sẻ tin giả, rồi đồ họa giả, không có đường link, thậm chí đưa đường link thì toàn những cái trang tin mà khi tra ra thì chủ những cái trang đó nó nằm tận đầu tận đâu ở Panama hoặc là đâu đấy, thậm chí là có những trang mà được chia sẻ rất nhiều, như là trang của bên Pháp Luân Công họ lập ra ở bên Mỹ đấy nhiều. Nhưng mà cái trang đó thì bản thân cũng đã có rất nhiều tai tiếng, bởi vì là họ đưa tin mà có thể là chưa chắc là chính xác bằng những cái tin mà của những cái trang mà lớn của Mỹ như CNN hoặc là Fox News hoặc là nọ kia. Thế thì
tôi thường là vào những cái trang mà nó có uy tín lớn nhất để tôi tra cứu và cung cấp thông tin cho các bạn, chứ không lấy những cái tin mà giống như là cái việc mà nhiều bạn đã chia sẻ thì cuối cùng nó không chính xác thì sẽ rất là bất lợi cho cái việc chung. Một bạn tên là Tân Phan Văn hỏi là: anh Khoa cho phép hỏi là anh tại sao anh làm báo chống cộng sản nhưng anh đưa tin theo báo lề trái? Anh đưa tin vậy anh có không nghĩ đến người khác sẽ chê trách anh sao? Đấy, thế cái việc này thì thưa bạn bạn Tân Phan Văn là thế này, thì như tôi đã vừa nói đấy, thì tôi đối với tôi thì tôi không có đảng phái, tôi không có phải, tức là không có cánh tả cánh hữu cánh ngược cánh xuôi, tôi chỉ là báo chí, tôi đưa tin đa chiều. Đấy, cho nên là cái chiều gì mà bà con cộng đồng cần và tôi thấy thiếu vắng những cái thông tin đó ở trên cái mạng truyền thông và để chống lại những cái việc mà đưa tin giả tràn lan cho người Việt Nam chia sẻ thì tôi sẽ làm. Đó, cho nên là cái việc đấy là tôi trả lời rõ là như thế. Bạn tên là Tân Phan Văn hỏi tiếp: anh dựa vào báo chí chống Tổng thống Donald Trump, anh không sợ mọi người tẩy chay anh sao? Thì đây cũng là câu hỏi cũng khá là nhiều người hỏi. Thì tôi cũng nói rõ rồi, thì tôi là báo chí, thì tất cả những cái gì thông tin mà tôi thấy rằng có ích, hữu ích cho người đọc thì tôi chia sẻ, bất kỳ là link bên trái hay bên phải hay là đảng nọ đảng kia, và miễn là phải có nguồn, phải có chính xác, tin phải chính xác, phải có nguồn. Thế nhiều người bảo là bây giờ khi mà tôi chia sẻ những cái lúc mà ông Donald Trump và ông Biden, ông ấy được số phiếu ít hơn ông Biden chẳng hạn, ngay từ đầu, từ lúc trước cả bà Merkel chúc mừng thì tôi đã chia sẻ rồi. Thế nhưng mọi người cứ nói giả, tin giả, tin giả. Thế xong nếu đưa bà Merkel đến chúc mừng cũng lại tin giả, Thủ tướng Đức chúc mừng cũng chúc giả. Rồi đưa các lãnh đạo của các quốc gia khác chúc mừng cũng nói tin giả, tức là họ cũng gần như họ nhắm mắt họ đi thôi. Họ không cần biết là hai bên là có cái gì, giống như con ngựa mà đi thẳng này, người ta lấy cái gì người ta che cái mắt này thôi, người ta không cho phép nhìn bên cạnh nữa. Thì đấy là cái điều mà mình ở một thế giới đất nước văn minh tự do như Mỹ, như Đức và các nước khác ở châu Âu ấy, thì có lẽ cũng nên có cái tìm hiểu thêm về cái cách đưa tin và cái cách chia sẻ để sao cho nó tự do, cho nó đúng hơn là cái chuyện mà áp đặt cái ý kiến của mình cho người khác, cứ yêu cầu người khác là phải có theo quan điểm của tôi. Thế như vậy thành được độc tài rồi. Thế chứ bây giờ Nguyễn Phú Trọng cũng bảo là bây giờ chúng ta phải tất cả vẫn tiến lên theo định hướng kinh tế thị trường, định hướng cho chủ nghĩa nha, cứ đi theo hướng này. Thế thì nếu mà như vậy thì mọi người Việt Nam đi theo hướng đấy. Nhưng có ai muốn đi đâu, không ai muốn đi cả. Những người rẽ ngang, người rẽ dọc nó kia. Nhưng mà họ vẫn nói như vậy là họ phải đi theo hướng đấy thì không ai muốn đi cả. Thì các bạn cũng không nên áp đặt cái ý kiến của mình, bắt người khác phải theo các bạn. Đấy, thì cái đấy là hơi hơi sai và hơi bị giống như cái thứ mà người ta không mong muốn. Có bạn hỏi tên là vô danh hỏi: anh Khoa cho tôi hỏi thật, anh có làm việc cho Cộng sản Việt Nam hay không? Thì cái này rất nhiều bạn hay hỏi, nhất là các bạn bên Mỹ thì không, ở Đức thì không hiểu, không ở Berlin thì không hiểu. Và thì làm việc thì phải có hợp đồng lao động và có mọi cái, và tôi là một cái tờ báo độc lập của Đức và công ty truyền thông của Đức, không liên quan đến bất cứ đảng phái hay đất nước quốc gia nào cả, và tôi đưa tin đó, thì cái đó là không có. Có một bạn hỏi là bạn Hiền thì có hỏi là hiện anh đã được hiện tại bạn đã được gia hạn hộ chiếu công dân người Việt Nam chưa? Nếu chưa thì hiện tại bạn là người công dân nước nào? Đấy, thì xin trả lời với bạn là thì tôi vẫn là hộ chiếu Việt Nam, và hộ chiếu Việt Nam thì đã hết hạn từ lâu rồi. Thì họ phía Việt Nam, bởi vì tôi đăng những cái tin thông tin mà phía Việt Nam họ thấy rằng họ không không hoan nghênh thì họ không gia hạn hộ chiếu nữa, bằng cách trả thù như thế thôi. Và bây giờ thì vẫn như vậy, tức là hộ chiếu của tôi là nó hết hạn, và tôi hiện nay thì phía Đức họ cấp những cái giấy thông hành của phía Đức để làm quốc tịch Đức, và thì cái điều đó là hết sức bình thường ở đây. Và hiện nay là hộ chiếu đó là không có giá trị, Việt Nam không giá trị nữa. Một bạn William Trọng thì nói hỏi rằng là dẫn chứng là cái nào là thô tục. À, những cái nào thô tục là những cái mà khi mà bạn có thể nói này, bạn vào, bạn bạn chửi người ta, nó chửi thẳng người ta, rồi bạn không mà hoặc là bạn nói người ta làm cái việc nọ việc kia một cách rất là không không đúng mực, mà trong khi người ta không phải như vậy. Đó, thế thì tức là cáo buộc một cách bất bất hợp, không 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 có bằng chứng gì cả. Giống như, thì cái điều đấy là đương nhiên là chúng tôi không tiếp và cũng không có thời gian trả lời chuyện đó. Và những người nào, các bạn nào mà làm có những cái kiểu quy chụp như thế thì lại quá giống cộng sản, thì thôi các bạn có thể đến những cái diễn đàn khác để các bạn quy chụp những người khác, còn tôi thì không có thời gian sẽ làm những việc đó bởi vì công việc cũng rất là nhiều. Đấy. Đó. Vâng, thì tôi đang xem tiếp những cái thông tin các bạn hỏi trong cái livestream này để tiếp tục trả lời các bạn thêm. Có bạn James thì hỏi anh Khoa ở Việt Nam quê ở đâu đấy? Ở Việt Nam thì tôi cũng nhiều, chắc là trên mạng xã hội có rất nhiều những thông tin rồi. Thì tôi nói rõ là tôi quê ở Thanh Hóa, tức là tôi sinh ra ở Thanh Hóa,
thì quê Thanh Hóa mà. Và trong hộ chiếu của tôi vẫn ghi cái quê là quốc tịch Việt Nam nhưng quê gốc Thanh Hóa. Có một bạn tên là Tiến Đặng thì nói rằng là anh cứ đưa tin những gì khách quan, anh thấy đúng, ủng hộ anh. Thật khi vô lý khi áp dụng theo ý của mình. Vâng, thì cái này thì đúng là tinh thần các thế giới tự do, đất nước tự do thì ai cũng có thể có quyền tự do biểu đạt, nhưng mà không thể có quyền bắt người nọ, người khác phải nghe theo ý kiến của mình được, mà họ không chứng minh được rằng ý kiến của các bạn là đúng. Đấy, thế thì cái đó là hơi không mất dân chủ, mà mất dân chủ thì không được, bởi vì tôi có đấu tranh liên tục cho cái việc là tự do báo chí, tự do biểu đạt, và cái điều đó là tôi luôn tôn trọng, và các bạn có ý kiến khác nhau, khác biệt không sao, thế nhưng mà không thể bắt người khác mà theo ý kiến của bạn một cách là như là bắt ép như kiểu cộng sản được. Có bạn Minh Tâm thì nói là nhìn hành động và lời nói của anh không đáng tin, lúc nào cũng nghiêng về Biden. Thì bây giờ khi bầu cử này, cuộc bầu cử này, ông Biden hiện nay ông chỉ là người tổng thống, gọi là tổng thống được phiếu cao hơn thôi, tức là như các nơi người ta chúc, các nguyên thủ quốc gia chúc là tổng thống đắc cử đấy, đấy tức là được phiếu cao hơn, chứ ông đã làm tổng thống đâu. Khi ông làm tổng thống, khi ông có những hoạt động kia thì tất nhiên tôi sẽ đưa tin, nhưng bây giờ ông chưa có hoạt động gì cả ngoài các hoạt động vận động bầu cử ra đấy. Còn Donald Trump thì hiện nay ông rất nhiều những hoạt động, ông là đương kim tổng thống mà, rồi là ông ấy vận động bầu cử, rồi ông ấy hoạt động những cái việc nọ việc kia, ra nghĩa trang liệt sĩ để đặt vòng hoa như gần đây nhất chẳng hạn, hoặc ông vừa vừa rồi ông cũng phát biểu ở trước về Nhà Trắng về cái việc mà viêm nhiễm COVID-19, tức là viêm, thì đấy là những cái hoạt động của ông. Thì đương nhiên là tôi sẽ dựa theo những cái thông tin mà báo chí Đức và báo chí của Mỹ, những cái báo chí tôi nói thì nó là những cái báo chí mà có cái độ khả tín cao của Mỹ, để tôi truyền tải cái thông tin đó cho người Việt Nam để người ta hiểu điều đó. Có một bạn là Trần Đình Sông thì nói là có vấn đề rồi, thế mà ở Mỹ văn minh như vậy mà vẫn còn gian lận phiếu bầu, tự do dân chủ quậy à? Thì đây cái việc gian lận hay không gian lận thì vừa hôm kia thì cái cơ quan bầu cử, những cái quan sát viên nhé, của quốc tế họ đã đánh giá rằng họ đã theo dõi cuộc bầu cử này đến tận nơi, theo dõi tại những cái trung tâm hoặc là tại một số phòng bỏ phiếu theo dõi, thì là họ nói rằng không có cái chuyện gian lận, không có chuyện gian lận đó đấy. Đấy. Thì không chuyện gian lận đó, và ngay cả những cơ quan của Mỹ cũng không thấy chuyện gian lận đó, trừ một số cái thư nào đó đến chậm ở một số vùng thì họ cũng đã xem rồi. Thế thì các bạn hãy đợi những cái phán quyết của tòa, thì trong cái việc nếu mà cáo buộc người ta gian lận thì phải có bằng chứng, chứ không phải như Donald Trump ông có tweet lên ông nói là gian lận thế nọ thế kia rồi là cướp cái cuộc bầu cử này của ông ấy, nhưng mà không có bằng chứng gì cả, và bản thân ông cũng đã bị đánh dấu dán nhãn vào những cái chia sẻ của ông rồi. Thì nếu mà chúng ta cứ mù quáng tin vào những cái thứ mà không có bằng chứng mà cáo buộc người khác, nhất là khi mà cái một người tổng thống của một đất nước như Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ nói ra, thì rất có hại cho nhiều người, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng cho những người khác. Thời gian để tôi định livestream với các bạn khoảng 30 phút, thế nhưng bây giờ đã là 42 phút rồi, thì cũng khá dài. Và tất nhiên là thời gian chúng ta sẽ còn rất nhiều, cuộc bầu cử này vẫn tiếp tục, kết quả bầu cử vẫn tiếp tục chuẩn bị thời gian tới được đưa ra, thì ông Donald Trump vẫn có những cái động thái của ông, và ông Biden cũng như vậy, thì tôi sẽ tiếp tục bình luận và tiếp tục chia sẻ những thông tin đó. Và hiện nay chỉ những thông tin đó, thì tôi nó khẳng định rằng chỉ những thông tin đó là thông tin thu hút nhất bạn đọc, và bạn đọc rất quan tâm. Và như một lần nữa xin nói rằng là những thông tin nào sự thật thì thường là mất lòng. Nên nhiều bạn cũng sẽ không vui khi mà tôi đưa những cái thông tin về việc ông Biden được nhiều phiếu hơn, ông được đánh giá cách này cách khác, và ông Donald Trump cũng bị đánh giá thế này thế kia. Thì đấy là các bạn cũng vui lòng cho hiểu rằng là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt thì tất cả mọi người đều có quyền như thế. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào những buổi lần sau. Và tới đây thì tôi sẽ tiếp tục có những cuộc trao đổi với các bạn như thế này để chúng ta cùng hiểu biết lẫn nhau hơn, tránh bị hiểu lầm, hoặc là có những cái luồng thông tin nó không chính thức và nó đưa ra những cái quyết định của các bạn không hay cho cái việc chúng ta có cái quan hệ với nhau một cách lâu dài, và để cùng đưa cái thông tin sự thật đến cho mọi người dân Việt Nam ở trong nước và trên thế giới, cũng như cùng đấu tranh để có cái tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam. Nhiều đảng phái và bất cứ ai cũng đều có cái cơ hội giống như ở Mỹ làm tổng thống và làm thủ tướng để lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi hội thảo luận lần tới từ Berlin, Trung Khoa.